Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và kênh YouTube Chuyện Làng Ngọng thân mến. Khánh Duy mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 29 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Đặc Sắc Độc Bộ Thiên Hạ, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện Độc Bộ Thiên Hạ tập 29 ngay sau đây. Ai-ô! Lúc bấy giờ, trong tử trúc tiểu viện, Diệp Phúc nhìn lão giả đang nằm ở trên rừng trúc kêu ai ui liên tục, đầu không khỏi to như cây đấu. Giáo chủ, hiểu lầm, đây tuyệt đối là hiểu lầm mà. Một quyền lúc đấy của Giao đạo nhân, ngay cả một ngọn núi cũng bị đánh nát, thế mà không ngờ chỉ động tới một chút da thịt của lão giả này, tu vi thực sự là rất bí hiểm. Hắn vẻ mặt đau khổ giải thích nói: đệ tử không biết giáo chủ tới, còn tưởng rằng kẻ thù đang tìm tới cửa. Hiểu lầm cái đầu nhà ngươi, ai ô. Lệ Thượng Dương đưa tay gõ đầu hắn một cái, lập tức nhe răng nhếch miệng, cả giận mà nói: lão tử lo lắng người của Quỷ Vương Tông tới tìm ngươi gây chuyện, cho nên mới ngàn dặm xa xôi chạy tới xem ngươi như thế nào. Ta ở cái nơi khỉ ho cỏ gáy này của ngươi đúng 7 ngày rồi kìa. Lúc nào ta cũng ngóng trông ngươi trở về để gặp mặt ngươi. Ngươi thì hay lắm rồi. Vừa mới gặp mặt đã đánh phủ đầu lão tử, tìm người đánh lão tử ta sao? Tiểu tử, ngươi là cố ý, tuyệt đối cố ý đúng không? Giáo chủ, chuyện này thực sự là một hiểu lầm giáo chủ à? Lệ Thượng Dương hừ lại một tiếng nói: ngươi nói vừa rồi còn tưởng là kẻ thù tới tìm cửa, hay ngoại trừ Quỷ Vương Tông ngươi còn đắc tội với những người khác hay sao? Giờ phút thì hắn không hỏi chuyện của Giao đạo nhân đánh hắn nữa, nhẹ nhàng liền thở ra cười nói: đệ tử ở trong vô hồn giới giết đệ tử của vài môn phái nhỏ, bây giờ mới đắc tội bọn họ. Lệ Tượng Dương sắc mặt hơi hòa hoãn trở lại, gật đầu mỉm cười mà nói: ngôn chi bảo ngươi có bản lĩnh, quả nhiên giết đệ tử của vài môn phái nhỏ cũng coi như là tăng cường uy phong cùng chí khí của Ngũ Độc giáo ta rồi. Nào, nói nhanh, mấy môn phái nhỏ nào? Diệp Phúc dựng thẳng ngón tay như tập đếm nói: ở thì ngoại trừ Ký Châu Quỷ Vương Tông, còn có Bá Châu Thất Sát Cung, Lai Châu Huyết Thần Báo, Đằng Châu La Sắt Môn. Đệ tử của bọn họ gần như bị giết sạch bên trong vô hồn giới, thực là tăng lên rất nhiều uy phong trong Ngũ Độc giáo ta. Trên đường trở về, đại ca của ta còn giết chết thiếu chủ Huyết Thần Báo cùng thất đệ của La Bảo Chú. Mỗi khi hắn nhắc tới một tên môn phái, sắc mặt của Lệ Tượng Dương lại xanh mét hơn một phần. Bốn môn phái vừa nói xong, Lệ Tượng Dương sắc mặt cực kỳ khó coi, nâng ngón tay lên run rẩy chỉ vào hắn, tức giận gần như không nói được một lời nào. Diệp Húc chỉ đành xoa xoa ngực cho hắn để cho hắn thông khí. Lệ Tượng Dương gian nan thở hổn hển, cả giận mà nói: ngôn chi, cái tên hỗn đản kia nói ngươi có bản lĩnh, cũng không nói ngươi có bản lĩnh gây chuyện lớn đến như vậy. Những môn phái nhỏ sao? Mấy môn phái nhỏ này mà ngươi nói, cái nào cũng không yếu hơn Ngũ Độc giáo ta đâu. Ngươi còn một hơi đắc tội đến bốn nhà, ta nhanh không thở nổi rồi, ta muốn trở về lĩnh Nam. Giáo chủ, dưỡng thương thế cho tốt rồi đi. Diệp Húc thân thiết nói: cút đi. Vâng. Diệp Húc lao ra khỏi phòng, đám người Thạch Trường An lập tức xông tới, cuống quýt mà hỏi: sao rồi, lão gia tử tương thế ra sao rồi? Diệp Húc cười nói: mọi người cũng yên lòng, Lệ Tượng Dương bên trong đang tức chết đi được, chính mình nằm trên giường bệnh, xương sườn bị gãy ít nhất 3 cái, mà tới miệng tên tiểu tử này lại không ngờ biến thành nhảy nhót được tốt, bản thân mình có giống như vậy hay không? Vũ sĩ Thanh Bảo kia có lai lịch gì đây, thực lực lại không kém ta là mấy? Hắn không khỏi lâm vào trầm tư, lẩm bẩm tự nói: sớm biết bên người tiểu tử này có cao thủ như vậy, lão tổ cứ nùng hòng mà tới đây, đỡ phải chịu một đòn oan. Diệp Húc đứng trên đỉnh Tử Trúc Phong, hướng Vân Môn Sơn nhìn lại, chỉ thấy nơi mà giáo chủ Lệ Tượng Dương rơi xuống, tòa núi nhỏ kia bị san thành đất bằng, chỉ lưu lại một cái hố sâu, trong lòng khiếp sợ vạn phần. Đây là thực lực của cao thủ hay sao? Tu luyện tới trình độ như đại ca cùng giáo chủ Lệ Tượng Dương rồi, chỉ sợ rời non lấp biển cũng không nói chơi đâu. Hắn đem bảo vật của mình đoạt được trong vô hồn giới ra,
phân phát cho đám người Thạch Trường Thanh. Thạch Trường Thanh đặt được một kiện vu bảo tên là Tử Mẫu Song Hoàn. Tử hoàn chỉ dùng thủy tinh huyền đồng, mẫu hoàn cũng là hỏa viêm tinh đồng, hai món này hợp lại một chỗ tạo thành một bộ vu bảo. Tế khởi ra là nước lửa cùng phát, thủy là trọng thủy, hỏa là dương hỏa, rất lợi hại. Cái vu bảo này là do đệ tử của Thất Sát Cung thu đi. Mấy người này có ý đồ giết hắn vì hắn giết chết thu hồi bảo vật vào trong túi mình. Thạch Trường Thanh được vu bảo này hưng phấn vạn phần. Đám người Tiêu Nguyệt cực kỳ hâm mộ, bọn họ mỗi người cũng được một kiện vu binh, đều là vu bảo bán thành phẩm. Sau này tu luyện tới chân nguyên kỳ, bọn họ sưu tập tài liệu có thể dung nhập vào trong vu binh này, nâng cao thành vu bảo chân chính. Tiểu tử, có vu bảo thích hợp với Hùng lão gia ta không? Hùng Bi nhảy tới trước mặt của hắn, hai tay chà sát liên tục mà cười ha hả nói. Sao, Hùng lão gia ư? Diệp Phúc nhướng mày hừ lạnh mà nói. Đầu hắc hùng kia rất biết nghe lời, cẩn thận trả lời hắn. Diệp lão gia, người có vu bảo thích hợp với tay tiểu đệ hay không? Diệp Húc lật xem một hồi, vất cho hắn một cái lang nha bổng, kim quang chói mắt nói. Người lực lớn vô cùng, vu bảo không có, cái lang nha bổng này ngươi cầm xem. Lang nha bổng này ước chừng trên dưới 2 trượng dài, phía trước là đại bổng chùy dài chừng 2 mét, mặt trên của nó che kín những móc câu sắc bén dị thường. Vừa thấy đã biết là một kiện hung binh, chỉ cần thoáng va chạm một chút liền có thể kéo hàng chục cân thịt của người xuống. Hùng Bi vui mừng dị thường, cây lang nha bổng này đúng khẩu vị của hắn. Nếu là Diệp Húc thật sự cho hắn một kiện vu bảo, hắn cũng không biết sử dụng như thế nào. Nếu được bảo bối hợp ý của ngươi, còn không mau đi làm việc đi. Diệp Húc trừng mắt liếc nhìn hắn một cái quát lên. Hùng Bi cuống quýt kiêng lăng nha bổng đi vào trong phòng tu luyện, chui vào trong ngọc lâu khai khẩn đất hoang gieo trồng dược tài. Diệp Húc sờ sờ cằm mình, thật đáng tiếc Diệp lão gia tuổi còn nhỏ cằm không có râu. Hắn thầm nghĩ, đầu sởn hùng này càng ngày càng biết nghe lời rồi đấy. Giao đạo nhân lúc này rít gào tiến tới, đứng bên cạnh hắn, hướng Tử Trúc tiểu viện bĩu môi nhỏ giọng mà nói: "Hiền đệ, lão nhân kia có bị thương nặng không?" "À, thương thế cũng không phải là nặng gì cả, chỉ có điều gãy mất mấy cái xương sườn. Nhưng lấy tu vi của hắn, hẳn trong vài ngày là khỏi hẳn thôi." "Ừ, giáo chủ của ngươi rất lợi hại." Giao đạo nhân nhìn về phía phòng bệnh của Lệ Thượng Dương, khuôn mặt hẹp dài của hắn lộ ra vẻ kinh kỵ nói: "Ta gần người đánh lén, không ngờ cũng không thể đánh chết được hắn. Nếu là hắn có phòng bị, cũng không bị thương chút nào cả. Thật muốn quang minh chính đại đánh một trận, nhìn xem thủ đoạn của ai cao minh hơn đây." Diệp Húc dùng mình một cái. Giao đạo nhân cùng Lệ Tượng Dương hai người thực lực như thế nào, hắn là không sai biệt lắm. Nếu hai người mà công bình giao thủ, ai thắng ai thua vẫn còn rất khó nói. Tuy nhiên, nếu hai người bọn họ mà đánh đập tàn nhẫn, phạm vi trăm dặm Vân Môn Sơn này khẳng định sẽ không còn nữa, chẳng tồn tại chút gì. "Đại ca, ngươi có tìm được linh mạch thích hợp hay không?" Diệp Húc vội vàng chuyển đề tài hỏi. Hắn trong lúc chiếu cố cho Lệ Tượng Dương, Giao đạo nhân chạy chung quanh Vân Môn Sơn tìm linh mạch, tính thiết kế động phủ định cư ở trong này. Giao đạo nhân gật đầu nói: "Ừ, tìm được một chỗ rồi. Tất nhiên là nơi đây linh mạch giao hội với địa sát khí, rất thích hợp cho ta tu luyện. Nếu là ta có thể ngưng tụ nguyên thai, trực tiếp dục địa sát này rèn luyện nguyên thai." Vừa dứt lời, ở sâu bên trong Vân Môn Sơn lại truyền tới tiếng lôi âm ầm ầm. "Chính là nơi có lôi âm này, ta đi theo tiếng sấm phát hiện khối bảo địa này ở dưới lòng đất kìa." Giao đạo nhân nói. Diệp Húc nao nao, thầm nghĩ trong lòng một tiếng may mắn. Bên dưới vùng núi Vân Môn Sơn này truyền tới tiếng lôi âm, hắn nguyên tưởng có yêu vật hay bảo bối gì ở dưới lòng đất, mãi tới bây giờ mới biết được, không ngờ dưới lòng đất lại cất giấu một nơi địa sát như vậy. Trong vô hồn giới, hắn đã từng chứng kiến phong sát lợi hại như thế nào, chỉ một ít phong sát cực nhỏ cũng với hắn làm hắn suýt chút nữa chết bên trong huyền băng, mà địa sát trong núi Vân Môn này khẳng định lại càng thêm lợi hại. Nếu là lúc đó hắn tham lam một chút lẻn xuống lòng đất, hơn phân nửa là đã toi mạng. Sau mấy ngày, Giao đạo nhân mở động phủ dưới lòng đất cực ít xuất hiện, mà thương thế của Lệ Tương Dương cũng chưa khỏi hẳn, cũng không thèm đi. Hai người này cơ hội chạm mặt nhau rất ít, cho nên không có cơ hội xuất thủ. Vân Môn Sơn có đám người Thạch Trường Thanh xử lý, Diệp Húc nhàn hạ ở trong Tử Trúc tiểu viện nghiên cứu thanh giao kiểu kích của mình. Hành trình đi vô hồn giới chẳng những khiến hắn thu hoạch được nhiều bảo vật, đồng thời cũng giúp hắn thấy được uy lực của Hỏa Long Giao, làm hắn mở rộng tầm mắt. Hắn bắt đầu cân nhắc thanh giao kiểu kích của mình, ý đồ khiến cho uy lực của vô pháp này tăng thêm một tầng nữa. Cho tới nay, thanh giao kiểu kích là vô pháp sở trường nhất của hắn, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Nhưng hiện giờ, hắn phòng ngự có kiểu chuyển nguyên công và viêm dương hồ lô, xa thì có kim tản bốn cánh, gần có bản long kim trượng.
So sánh với những bảo vật có uy năng mạnh mẽ này, uy lực của thanh dao kiểu kích có vẻ yếu đi rất nhiều. Tam nguyên cảnh tu sĩ tranh đấu, cố nhiên có thể tìm một cắt thành hai. Nhưng gặp được vu sĩ, tam chân cảnh, đối phương có được vu bảo mà nói, liền không có bao nhiêu lực công kích, không thể phá vỡ được phòng ngự của đối phương. Vu pháp này còn có không gian thật lớn để nâng cao, tuy nhiên mấy ngày nay, hắn thu hoạch được rất nhỏ, thủy chung không thể đột phá được. Diệp Phúc tính tọa bên trong Tử Trúc Lâm, một điều nguyên khí giao long chậm rãi chuyển động ở trong rừng trúc. Hắn đã tu luyện cửu chuyển nguyên công tới tầng thứ 7, nguyên khí hóa thành màu vàng cam, giao long cũng có màu vàng cam, có được thần vận của giao long chân chính giống như đúc vậy. Tuy nhiên Diệp Phúc thủy chung vẫn cảm thấy thanh giao kiểu kích của mình còn có chỗ thiếu hụt nào đó, hơn nữa là chỗ thiếu hụt thật lớn. Nếu có thể hoàn thiện được vu pháp này, uy lực cũng không kém so với vu bảo. Tuy nhiên sau nhiều ngày khổ tu, hắn vẫn không tiến bộ được chút nào. Đột nhiên giữa không trung một đạo long khí phóng thẳng lên cao, Diệp Phúc vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy yêu khí hóa thành một đầu ác dao, mi tu, vảy và móng tất cả đều hiện lên. Thậm chí dao long chi khí này còn cho hắn có thể nhìn thấy được cấu tạo bên trong của sinh vật này, có thể nhìn thấy khắp các ngõ ngách trong cơ thể dao long, huyết mạch lưu động, tâm can tỳ phế, thận tràng dạ dày ở vị trí nào, hoa văn trên cơ thể, gân cùng kinh mạch là ở đâu. Diệp Phúc trong lòng bừng tỉnh đại ngộ, rốt cuộc cũng hiểu vì sao mình không thể nâng cao uy lực của thanh giao kiểu kích được. Thanh giao kiểu kích của ta là xem phần thần thế, thần vận của giao long khi di chuyển. Tuy rằng ta nắm được thần vận của giao long, thế nhưng vu pháp này vẫn không thể hoàn thiện được, đặc biệt là cấu tạo thân thể của giao long. Sai lầm chồng chất sai lầm, cho nên còn chưa thể hoàn thiện giao long kiểu kích được. Thanh giao kiểu kích của hắn là học được từ Vu Tu Đường, Diệp gia. Lại quan sát điêu khắc giao long trên ngọc lâu, lúc này mới lấy được thần vận của giao long. Về phần cấu tạo cơ thể bên trong giao long, điêu khắc của Vu Tu Đường toàn bộ là tưởng tượng, điêu khắc loạn bậy mà thành, chênh lệch với giao long chân chính rất lớn. Bởi vậy môn tu pháp này của Diệp Phúc cũng không hoàn mỹ. Mà giao long trên trời được tạo thành bằng yêu khí này lại phơi bày ra cấu tạo hoàn chỉnh bên trong thân thể giao long, khiến cho hắn học tập quan tưởng. Nếu hắn có thể dựa vào theo cấu tạo này mà sửa thanh giao kiểu kích, thì uy lực của môn vu pháp này tất nhiên có thể nâng cao được một hàng chục lần. Diệp Phúc sau khi nghiền ngẫm thật lâu, ghi nhớ mỗi một dấu vết cấu tạo bên trong cơ thể của giao long và trong đầu, hắn đứng dậy cười nói: "Đa tạ đại ca đã thành toàn." Ở xa xa truyền tới thanh âm của giao đại nhân thản nhiên nói: "Ồ, chỉ là một cái nhấc tay mà thôi." Bản thể của hắn là thanh giao đã tu luyện thành công, hắn thấy Diệp Phúc khổ tu thanh giao kiểu kích thủy chung không thành, cho nên mới dùng yêu khí bắt chước hình thái của mình, nhắc nhở Diệp Húc một phen. Hơn trăm đạo giao long khí trở lại trong cơ thể Diệp Húc, hắn cẩn thận nghiền ngẫm một phen. Qua hồi lâu sau, Diệp Húc mở mắt, đột nhiên quát lên một tiếng, lập tức giao long màu vàng cam từ trong đan điền bay ra, rít gào, lao ra khoảng chừng 1000 mét, một đầu đánh thẳng vào trên vách của một tòa núi nhỏ, một tiếng rầm rầm trầm đục phát ra, lưu lại trên vách núi một cửa động sâu mấy chục mét. Trong đan điền của hắn lại một đầu giao long nguyên khí rít gào lao tới. Tòa núi nhỏ kia ầm ầm chấn động không dừng. Trong giây lát đã có mấy trăm đầu nguyên khí giao long lần lượt nhảy vào cửa động. Sau một lúc lâu, rốt cuộc nguyên khí giao long cũng chui ra khỏi lòng núi từ đằng sau, bỗng nhiên trở lại bên người của Diệp Phúc. Hắn liên tục đánh mấy trăm kích, rốt cuộc cũng xuyên thủng được tòa núi nhỏ này, lưu lại một huyệt động cắt ngang núi dài tới mấy ngàn mét. Hiện giờ uy lực của thanh giao kiểu kích đã nâng cao một bậc rồi, so với vu báo đã không kém nhiều rồi. Diệp Húc trong lòng hưng phấn vạn phần, tâm niệm chuyển động, lại một đầu giao long từ trong đan điền bay ra. Giao long này mang theo sát khí nồng đậm, cũng là do thất sát tinh lực của hắn ngưng tụ mà thành. Đột nhiên trong đan điền của hắn lại truyền tới một tiếng long ngâm, lại có một đầu giao long chui ra, mang theo khí tức nóng bỏng vô cùng, chính là từ thái dương nguyên khí ngưng tụ mà thành. Sau một lát, bên người hắn đã có hơn 72 nguyên khí giao long. Những nguyên khí giao long này thuộc tính cũng không giống nhau, có thái âm lực, tử vi đế khí, có chân võ lực, thất diệu tinh lực, 28 vị tinh tú tinh lực, đủ loại hợp thành tiểu chu thiên. Hắn tu luyện là chu thiên tinh đấu luyện khí thuật, cùng sở hữu tinh lực của 72 vị tinh tú, phân biệt là 72 thuộc tính khác nhau: kim khí, nguyên khí, dương khí, âm và sát, rồi ác khí, đủ loại cực kỳ phức tạp. Bởi vậy thuộc tính của 72 nguyên khí giao long này cũng không có giống nhau. Pháp môn này là hắn học được một kỹ xảo sử dụng vu pháp trên người đệ tử thất sát cung, dùng thuộc tính tinh lực khác nhau để thúc giục vô pháp, uy lực hóa ra còn muốn lớn hơn nhiều. Hơn nữa, ta đã biết cấu tạo thân thể của giao long, hiện giờ uy lực của thanh giao kiểu kích chỉ sợ không người nào có thể vượt qua được ta.
Diệp Húc nghĩ tới đây, trong lòng không khỏi có chút kiêu ngạo. Từ xưa tới nay, vu sĩ tu luyện vu pháp thanh giao kiểu kích nhiều không đếm xuể, nhưng có thể tu luyện vu pháp này tới cảnh giới đại thành như hắn chỉ sợ ít tỏi không có mấy người. Không làm việc đàng hoàng mà. Bên ngoài Tử Trúc Lâm đột nhiên truyền tới một tiếng hừ giận dữ. Diệp Húc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy giáo chủ Lệ Tĩnh Dương đang đi tới, lập tức bước lên vài bước, cười bồi mà nói: "Giáo chủ, thương thế của ngài đã tốt rồi sao?" "Sao, thương thế ư? Cái gì mà thương đấy?" Lệ Tĩnh Dương cười ha hả, hào khí ngất trời quát lên: "Lão tử bị ngươi đả thương sao? Lão tử mình đồng ra sắt, từ trước tới nay chỉ có ta đả thương người, không ai đả thương được ta đâu." Diệp Húc nhấp nháy mắt lệnh bợ khen: "Giáo chủ đại nhân thần thông cái thế, không người có thể địch được." Lệ Tĩnh Dương khẽ gật đầu, hiển nhiên rất vừa lòng với lời hắn nói, lập tức nhíu mày lên tiếng: "Ngũ độc giáo ta lấy cổ trùng, độc vật, thu hoa đan, vu báo là trấn giáo chi báo. Người không tu mấy thứ đấy, ngược lại đi trêu ghẹo vu pháp, không đàng hoàng chút nào cả." Dứt lời, hắn nhìn thoáng qua phía Giao đạo nhân, rất có ý muốn phân cao thấp. Hắn bị Giao đạo nhân đánh lén, gãy mất mấy cái xương sườn, trong lòng có chút không phục. "Giáo chủ, kỳ thực đệ tử cũng có tu luyện cổ trùng và tu hoa đan." Diệp Húc nghe sợ hai người đánh nhau ở Vân Môn Sơn này, lập tức tế khởi kim tàm bốn cánh, kêu oan nói: "Thú hoa đan đệ tử cũng hiểu luyện chế như thế nào, tuy nhiên lại không có linh hồn yêu thú đẳng cấp cao. Tinh hồn yêu thú bình thường đệ tử chướng mắt, hơn nữa luyện chế cổ trùng tiêu hao rất nhiều là lực, không biết khi nào thì mới có thể tụ tập được một ổ cổ trùng đây." Lệ Tĩnh Dương theo dõi kim tàm bốn cánh của hắn, nhìn một chút rồi nói: "Hóa ra chỉ là công tàm, ta nơi này còn có một con mẫu tàm này, cũng là kim tàm bốn cánh, có thể ghép thành đôi với con công tàm này của ngươi." Dứt lời, hắn tế khởi một ổ kim tàm bốn cánh, ước chừng có tới 30 con, trong đó thậm chí còn có 3-5 con là kim tàm sáu cánh. Kim tàm sáu cánh đó là cổ trùng xếp hạng tiền tam rồi, lợi hại vô cùng, một con cổ trùng thậm chí tương đương với một cường giả tam đan cảnh đỉnh phong. Hắn lấy ra trong đó một con kim tàm bốn cánh, gạt thần trí của mình, rồi gạt thần trí của kim tàm giao cho Diệp Húc. Hắn dạy bảo nói: "Ngũ độc kinh là trấn phái chi báo của ngũ độc giáo ta, nếu như luyện chế phiền toái, sao có thể thanh danh lan xa được đây. Kỳ thực chỉ cần công mẫu ghép thành một đôi, giao phố sinh sản, liền có thể sinh ra một đống cổ trùng, tuyệt không phiền toái đâu." Diệp Húc giật mình, hắn sở dĩ không để bụng vào việc đào tạo cổ trùng là bởi vì cổ trùng chỉ có dưỡng ra quy mô lớn, uy lực mới thể hiện được. Mà dùng thần mộc vương đỉnh luyện chế cổ trùng thực sự rất phiền toái, cho nên hắn mới lười làm việc này. "Phiền toái duy nhất chính là người có thể nuôi dưỡng được tốt hay không. Kim tàm bốn cánh ăn chính là bí quyết kim liên, loại dược tài này rất khó đào tạo. Lão nhân gia ta cũng chỉ có thể nuôi sống được mấy con như vậy, miễn cưỡng có chút uy lực thôi." Lệ Tĩnh Dương lấy tay sờ sờ đỉnh đầu trụ lủi của mình, thở dài mà nói: "Ta tế luyện mấy trích kim tàm này cũng chỉ là ứng biến mà thôi. Miễn cho người ta nói là giáo chủ mà không chịu tu luyện cổ trùng, kỳ thực hơn phân nửa tu vi của ta vẫn ở trên độc công kìa." Hắn trước mặt người khác uy phong vô cùng, nhưng thực ra cũng có chút bất đắc dĩ. Kim tàm bốn cánh này ăn bích huyết kim liên mà sống, mà bích huyết kim liên cực kỳ hy hữu, lấy tài liệu của hắn cũng không thể cung cấp nuôi dưỡng được bao nhiêu trích nghe kim tàm. Bởi vậy mặc dù là ngũ độc giáo giáo chủ cũng chỉ nuôi được gần 30 con, hơn nữa cũng không bồi dưỡng ra toàn bộ kim tàm sáu cánh được. "Vũ pháp linh tinh gì gì đó làm sao có thể bằng cổ trùng thần diệu của ngũ độc giáo ta được đây." Lệ Tĩnh Dương nói tới đây lấy ra một cái bảo tràng, tràng chính là cờ xí thời xưa, cao trên dưới 3 tấc, nó đón gió rung lên liền hóa thành cao 1 trượng, mặt cờ lớn nhỏ cũng 7-8 xích. Hắn nói: "Lần này tới đây ngoại trừ khảo sát xem bản lĩnh của ngươi, xem ngươi có tư chất làm đà chủ hay không, tiếp theo muốn tặng cho ngươi cái thiên cổ bảo tràng này. Bảo tràng này là do tự tay ta luyện chế, chỉ tế luyện một nửa có thể nuôi dưỡng được 1000 con cổ trùng. Lúc này trong bảo tràng cũng không có cổ trùng đâu, ngoại trừ có thể lấy ra đánh người cũng không còn tác dụng nào cả." Diệp Húc nhận bảo tràng này, nhìn thật kỹ, chỉ thấy trên mặt cờ một mảnh trống rỗng, biết là một kiện vu bảo bán thành phẩm, trong lòng có chút nghi hoặc. Lệ Tĩnh Dương cười nói: "Bảo tràng này của ngươi có thể dùng để thu cổ trùng. Cổ trùng gì gì như kim tàm bốn cánh, hết thảy đều có thể thu vào trong đó được. Càng là thượng phẩm cổ trùng, thu càng nhiều, thiên cổ bảo tràng uy lực cũng càng mạnh hơn. Hiện giờ ngươi có một đôi kim tàm bốn cánh, tương lai nếu như xuất hiện một con kim tàm sáu cánh thì bảo tràng này sẽ uy lực vô cùng, thậm chí ngay cả nguyên đan kỳ cường giả cũng có thể xử lý được kìa."
Diệp Húc mừng rỡ, kim tam bốn cánh nguyên lực bản thân rất lớn, thậm chí ngay cả cao thủ chân nguyên kỳ cũng có thể một ngụm mà luyện hóa được. Hiện giờ nếu thêm đại kỳ này nữa, lại đào tạo ra ngàn vạn kim tam, hắn gần như có thể đi ngang mà hoành hành ở khắp nơi được rồi. Lệ Tượng Dương thấy hắn thỏa thuê mãn nguyện, ngược lại cũng không đành đả là kích hắn. Thiên cổ bảo tràng là một trong những báu vật của ngũ độc giáo, trong thiên hạ có một không hai. Kim tam bốn cánh liền có thể phân cao thấp được với cao thủ chân nguyên kỳ. Nếu có thể thu thập được ngàn con kim tam sáu cánh mà nói, có thể xưng hùng thế gian được rồi. Cho dù là cùng cao thủ như hắn tranh phong, cũng không rơi xuống hạ phong chút nào. Tuy nhiên, đào tạo ra ngàn con kim tam sáu cánh nói dễ hơn làm. Lệ Thượng Dương từng tính toán một chút, phải đem vạn mẫu linh điển, toàn bộ gieo trồng bích huyết kim liên mới có thể đào tạo ngàn con kim tam bốn cánh thành kim tam sáu cánh. Quả thực là một con số khủng khiếp. Hắn không hiểu được phương pháp đào tạo bích huyết kim liên, chỉ có thể từ bỏ. Những cao thủ thế hệ trước của ngũ độc giáo, sau khi luyện chế thiên cổ bảo tràng, bởi vì cũng suy xét tới điểm này, cho nên trong bảo tràng cũng không thu vào kim tam sáu cánh, mà là cổ trùng khác. Giáo chủ, đệ tử trong vô hồn giới lấy được một quả huyết bồ đề, lần đầu gặp mặt liền làm lễ ra mắt cho giáo chủ. Diệp Húc nhận lấy bảo tràng, lấy ra một quả huyết bồ đề, cung kính nắm trong tay nói: Sao, huyết bồ đề ư? Lệ Tượng Dương vừa mừng vừa sợ, vội vàng tiếp nhận, cẩn thận đánh giá, quả nhiên là huyết bồ đề trong truyền thuyết, trong lòng có chút cảm động. Tiểu tử này tuy rằng là xảo quyệt, thế nhưng cũng không tồi. Giá trị của huyết bồ đề là cực cao, còn trên cả thiên cổ bảo tràng của hắn. Lệ Tượng Dương nhận miếng huyết bồ đề này, trong lòng cảm thấy băn khoăn, dịu giọng mà nói: Thiếu bảo, ngươi cần cái gì cứ mở miệng. Hắn quyết định bất kể Diệp Húc yêu cầu gì, hắn cũng tận lực mà thỏa mãn. Tiểu tử này hậu tạ quá nhiều, ta không thể nào bạc đãi hắn được. Lệ Tượng Dương thầm nghĩ. Diệp Húc nhấp nháy mắt: Đệ tử cũng không cần gì nhiều đâu, chỉ cần 200 vạn cân tinh thần nguyên tử tinh thạch là được rồi. Phụt một tiếng, Lệ Tượng Dương gần như ngẩng mặt lên trời và hộc máu, giận dữ hét lên: 200 vạn cân tinh thần nguyên tử tinh thạch sao? Tiểu tử thối, ngươi sao không đi ăn cướp luôn đi? Huyết bồ đề này của lão tử, bỏ, phòng tay. Tuy rằng nói như vậy, hắn lại nắm chặt lấy huyết bồ đề, không chịu buông tay. Tu vi của hắn đã đạt tới ảo thai bát phẩm, tu luyện lại là tâm pháp ma đạo ngũ độc kinh. Tu vi tăng trưởng, tâm ma càng ngày càng nặng hơn, bất cứ lúc nào cũng có khả năng bị tẩu hỏa nhập ma. Có miếng huyết bồ đề này, hắn liền không có họa tẩu hỏa nhập ma nữa rồi. Nếu không, bớt đi 20% cũng được. Diệp Húc dò hỏi. Lệ Tượng Dương tức giận, hừ lạnh nói: Còn một phần thì còn được. Tại trong núi Ngũ Lĩnh, ở Lĩnh Lam, còn tồn kho 10 vạn cân tinh thần nguyên tử tinh thạch, hết thảy có thể giao lại cho ngươi. Còn lại, lão phu đi trộm hoặc đoạt, trong vòng nửa năm cũng giúp ngươi lấy được. Hắn không khỏi có chút đau đầu. Tinh thần nguyên tử tinh thạch là tài liệu để bày ra loại hộ sơn đại trận khổng lồ. Nơi ở của ngũ độc giáo là vùng núi Ngũ Lĩnh rộng lớn, ước chừng có phạm vi ngàn dặm, cho nên số lượng tinh thần nguyên tử tinh thạch cần có là vô cùng kinh người. Ngũ độc giáo từ khi lập giáo tới nay tổng cộng chỉ tồn tại dưới 10 vạn cân, hiện giờ phải bỏ ra hết một lần đưa cho tiểu tử này làm lễ gặp mặt. Suy nghĩ lại, hắn cảm thấy mình là một người bại gia chi tử. 20 vạn cân tinh thần nguyên thạch làm lễ gặp mặt ư? Lão tử thật là xa xỉ. Lệ Thượng Dương trong lòng chảy máu, liếc mắt nhìn Diệp Húc một cái thầm nghĩ: Tiểu tử này làm sao có thể đưa cho ta huyết bồ đề dễ dàng như vậy? Rõ ràng là bán cho ta, hơn nữa còn đề cao giá mấy lần kìa. Gian thương, tuyệt đối là gian thương. Cái loại người quen cũng chém. Loại khoáng vật như tinh thần nguyên tử tinh thạch là tinh hạch của thiên ngoại tinh thần, chất lượng cực kỳ kinh người. Một khối lớn nhỏ bằng đầu người cũng nặng cả ngàn cân. Bởi vậy 20 vạn cân tinh thần nguyên tử tinh thạch nhiều nhất cũng chỉ lớn bằng cái vại nước mà thôi. Diệp Húc tự cho là chưa đủ, lấy ra một quả huyết bồ đề, hắn nói: Giáo chủ, đệ tử còn có một quả, có thể đổi lấy được 20 vạn cân tinh thần nguyên tử tinh thạch được nữa không? Lệ Tượng Dương sau một lúc lâu không nói gì, cố nén kích động muốn giết người. Gió nhẹ thổi tới, phất qua cái đầu trụ lùi của hắn. Lão già chọc đầu này hung hăng liếc mắt nhìn Diệp Húc một cái, đột nhiên cười ha hả nói: Vân Môn Sơn, giao cho ngươi ta yên tâm rồi. Tiểu tử ngươi, ngay cả giáo chủ cũng suýt nữa bị ngươi lột đi 3 tầng da. Nếu là người khác, khẳng định ngay cả xương cốt cũng không còn. Lệ Thượng Dương ở Vân Môn Sơn được mấy ngày, chỉ điểm Diệp Húc tế luyện cổ trùng như thế nào, đem cổ trùng phát huy uy lực lớn nhất ra làm sao, khiến cho mấy ngày nay Diệp Húc thu được rất nhiều lợi ích, thường thường phát ra tiếng cảm thán.
Hóa ra còn có thủ đoạn chơi xấu như thế này. Ngũ độc giáo rõ ràng là ác danh vô cùng, hóa ra là như vậy. Lệ Thượng Dương đúng là với tác phong của Diệp Phúc rất có tán thành, thầm nghĩ. Thêm một chút nữa, chỉ sợ là gốc khác của ngũ độc giáo ta đều bị cái tên tiểu tử này bái sạch rồi. Bằng không trở về Ngũ Linh Sơn cho nhanh thôi. Diệp Phúc tính tình hắn đã biết được rồi, đúng là có chút vừa lòng với Vân Môn Sơn đà chủ này. Hơn nữa lại có giao đạo nhân ở trong này, không thua gì tự mình hắn trấn thủ. Mặc dù huyết thần bảo có tấn công tới, Diệp Phúc cũng có thể ngăn cản được. Hắn yên lòng liền tính toán rời đi, nói với Diệp Phúc rằng: vù pháp linh tinh gì đó đối với ngũ độc giáo chúng ta đều là ngoại vật, chỉ có cổ trùng độc công mới là căn bản, hy vọng người không bỏ gốc mà lấy ngọn. Đối với điểm này Diệp Phúc cũng không quá đồng ý. Ở hắn xem ra cổ trùng mới là ngoại vật, chuyên tâm tế luyện cổ trùng mới là bỏ gốc lấy ngọn. Tuy nhiên thân là đệ tử ngũ độc giáo, nếu nói như vậy khẳng định sẽ bị Lệ Tượng Dương răn dạy một phen, bởi vậy hắn chỉ âm thầm oán giận trong lòng mà thôi. Giáo chủ, ngài vẫn nên lán lại chơi thêm một thời gian nữa vậy. Diệp Phúc có chút không tha cho hắn. Hắn lần đầu tiên gặp mặt Lệ Tượng Dương đã cho giao đạo nhân hành hung vị giáo chủ này một phen. Lệ Tượng Dương đại bộ phận thời gian đều là dưỡng thương. Lão già chọc đầu này không có giống như một vị giáo chủ, cũng không so đo việc bị giao đạo nhân hành hung. Hơn nữa đối với hắn tận tình chỉ điểm, rất hợp khẩu vị với hắn. Ta nghe được phong thanh chiến trường Tần Hán đang căng thẳng, phỏng chừng không qua bao lâu nữa triều đình sẽ hạ chiếu triệu tập các tinh anh đi tới chiến trường trợ giúp. Bởi vậy ta không thể ở đây lâu, phải về Ngũ Linh Sơn chuẩn bị. Lệ Tượng Dương phất phất tay, xông thẳng lên trời cao, nhẹ nhàng liền bay đi. Thanh âm từ trên không chuyển tới: đáng tiếc không thể giao thủ cùng vị giao đạo nhân kia được, thật sự là tiếc nuối mà. Tốc độ của hắn cực nhanh, trong chớp mắt đã biến mất vô tung, chỉ để lại thanh âm: chiến trường Tần Hán sao? Diệp Phúc khẽ nhíu mày, hắn nghe từ miệng đại ca Diệp Tần, đúng là chiến trường Tần Hán này. Đó là một nơi cực kỳ hung hiểm, vu sĩ tranh đấu cùng chém giết. Đây là chiến tranh giữa vu sĩ, trình độ thảm thiết cho dù là cao thủ tam đan cảnh ở trong chiến trường cũng không dám nói có thể bảo đảm tính mệnh của mình. Đại Tần khai quốc hoàng đế họ Triệu tên chính, đạt được ma đạo kế thừa cao nhất, tu vi cực kỳ cao thâm, chính là bá chủ trong ma đạo lúc bấy giờ. Hắn quét ngang hết thảy môn phái thế gia, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Triệu Chính sau khi trở thành hoàng đế, những thế gia môn phái này từng có ước định, con cháu hắn khi kế thừa tước vị làm hoàng đế, triệu tập các thế gia tinh anh môn phái hiệu lực cho Tần quốc. Lúc này tiền tuyến căng thẳng, hơn phân nửa là Tần hoàng sẽ triệu tập đệ tử thế gia ma đạo cùng đệ tử môn phái trong quốc gia ra tiền tuyến giết địch. Chuyện này đã có tiền lệ từ trước, lúc Tần hoàng thống nhất 6 nước liền có không ít thế gia cùng môn phái tham dự vào trong đó, Lương Vương phủ là một ví dụ. Tuy nhiên chiến trường Tần Hán với Diệp Phúc lúc này mà nói vô cùng xa xôi. Hắn là đà chủ Vân Môn Sơn, mặc dù Tần hoàng có hạ chiếu cũng có ngũ độc giáo làm, không tới phiên hắn lên chiến trường. Không quá mấy ngày, Lệ Tượng Dương liền cho người đưa tới 10 vạn tinh thần nguyên tử tinh thạch. Tinh thần nguyên tử tinh thạch này cũng giống như khối mà Diệp Phúc lấy được của Bách Khoa cung chủ, tổng cộng không tới 12.000 cân. Diệp Phúc lúc này đã bắt đầu cắt tinh thần nguyên tử tinh thạch ra đúc lại. Trước khi đi vô hồn giới, hắn căn bản không thể mở ra được tinh thần nguyên tử tinh thạch. Nhưng mà hành trình vô giới lần này, tu vi của hắn chẳng những tiến nhanh, thậm chí đạt được không ít vu binh vu bảo, trong đó có cả binh đao cực kỳ sắc bén, cắt tinh thần nguyên tử tinh thạch cũng được. Nguyên khí của hắn không đủ để đốt dung tinh thạch, thế nhưng có Viêm Dương Hồ Lô, hết thảy trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Lên! Trong Tử Trúc Lâm, Diệp Phúc khẽ quát một tiếng, nguyên khí chen trúc lao ra, đem một khối tinh thạch hơn 1 vạn cân nâng lên. Đồng thời hắn tế khởi huyết tiến đao, ánh đao như võng, trong chớp mắt đã chia đều khối tinh thạch này ra làm 72 khối. Nguyên khí của hắn vô cùng hùng hậu, vượt xa người cùng thế hệ, nâng lên ngàn cân cũng không thành vấn đề. Sau khi cắt tinh thạch ra rồi, lúc này hắn mới tế khởi Viêm Dương Hồ Lô, đem tinh thạch đốt dung đúc thành 72 viên tinh châu to chừng một quả trứng chim bồ câu. Mỗi một miếng tinh châu sức nặng gần 150 cân, chỉ cần một viên tinh châu người thường đã không cầm nổi. Tinh châu là vật chuẩn bị bày tinh đấu vi trần trận pháp. Trận pháp này bao hàm rất rộng, 72 viên tinh châu mới có thể lập được tiểu trận. 72 tiểu trận này mới lập được một trận thế cỡ trung, mà trận thế là đại hình thì cũng cần phải có 72 trận thế tầm trung. Diệp Húc bào chế đúng cách, hắn đem tinh thạch luyện thành tinh châu, cùng sở hữu hơn 720 miếng, có thể bày ra được 10 tiểu trận. Hắn lúc này bắt đầu bày tiểu trận,
chung quanh Tử Trúc tiểu viện. Hiện giờ tu vi của hắn đạt tới Dung Nguyên kỳ, Chu Thiên Tinh đấu luyện khí thuật mặc dù tốc độ dẫn dắt Chu Thiên Tinh lực có nâng cao, nhưng Cửu Chuyển Nguyên Công cũng luyện tới tầng thứ 7, nhu cầu rất nhiều nguyên khí. Lần đầu tiên đã vượt qua nguyên khí của Chu Thiên Tinh đấu luyện khí thuật sinh ra. Bởi vậy mấy ngày nay hắn căn bản không dám luyện Cửu Chuyển Nguyên Công, e rằng cảnh giới của mình sẽ bị rút xuống. Hy vọng 10 tinh đấu vi trần trận pháp này có thể khiến cho tốc độ tu luyện của ta tăng lên một chút. Nếu không, cũng không thể thỏa mãn được tốc độ cắn nuốt Cửu Chuyển Nguyên Công. Diệp Húc thầm nghĩ trong lòng. Hắn sau khi về được một tiểu trận thế, khoanh chân ngồi trong trung tâm trận pháp, tâm niệm vừa động lập tức kích khởi trận pháp này. Đột nhiên, Chu Thiên Tinh lực giống như mèo ngửi thấy cá rán vậy, lập tức chen chúc nhau mà tới, tác động tới thiên địa dị tượng. Trên không trung Tử Trúc phòng hình thành một cơn lốc xoáy thật lớn, rộng chừng 50-60 mét, không ngừng dẫn dắt Chu Thiên Tinh lực bên trong hư không. Bên trong tiểu trận thế này, một viên Chu Thiên Tinh lực nhanh chóng ngưng tụ lại. Chỉ vài giây sau, Chu Thiên Tinh lực ngưng trụ thành hình, lớn nhỏ không giống nhau. Lớn thì như mặt trời, mặt trăng, nhỏ giống như hoa cầu, hỏa cầu bạch ngọc. Còn có rất nhiều tinh thần tinh đấu khác, thế nhưng mà thấp nhất cũng lớn cỡ nắm tay. Chỉ trong một thoáng, Tử Trúc phong giống như tiến vào trong một thế giới mộng ảo. Trên không trung có 10 vầng mặt trời chói chang, 10 vầng trăng sáng dịu dàng, gần ngàn ngôi sao lớn nhỏ đều phát ra ánh sáng nóng bỏng. Nếu là Diệp Phúc không hấp thu những tinh lực này, chúng nó sẽ tiếp tục trưởng thành xuống. Nếu lớn chừng một tòa núi nhỏ, sẽ làm cho phụ cận ngàn dặm quanh Vân Môn Sơn thành một biển tinh tú. Đây chính là tinh túc hải. Những tinh lực không ngừng cuồn cuộn rót vào cơ thể của Diệp Phúc, khiến cho tu vi của hắn tăng nhanh. Cho dù hiệu quả kém với linh đan diệu dược, nhưng tốc độ tăng vọt nguyên khí này vẫn cực kỳ khủng bố. Đây là chỗ lợi hại của tinh đấu vi trần trận pháp. Tốc độ tu luyện của Chu Thiên Tinh đấu luyện khí thuật vốn đã vượt xa xa các tâm pháp khác. Hơn nữa, môn trận pháp này làm cho tốc độ tu luyện quả thực là làm người khác phải giận sôi. Dù vậy, Cửu Chuyển Nguyên Công tầng thứ 7, tốc độ cắn nuốt nguyên khí cũng làm cho người ta phải giận sôi. Tu vi nguyên khí của Diệp Húc vẫn như trước, thong thả tăng trưởng. Môn công pháp tầng thứ 7 này cần nguyên khí chỉ sợ có thể đem một cao thủ hạ nguyệt kỳ đánh thành chân nguyên kỳ. Nếu không tu luyện Cửu Chuyển Nguyên Công, chỉ sợ lúc này ta đã là cường giả hạ nguyệt kỳ rồi. Diệp Phúc thầm nghĩ như vậy. Hắn khổ tu Cửu Chuyển Nguyên Công hao phí rất nhiều nguyên khí. Nếu là những nguyên khí này để cùng một chỗ, cho dù không tới được hạ nguyệt kỳ cũng là chân nguyên đỉnh kỳ. Tuy nhiên Diệp Phúc vẫn không có được phần hối hận. Cửu Chuyển Nguyên Công liên tiếp cứu mạng hắn. Nếu không tu luyện môn công pháp này, hắn đã sớm biến thành một đống xương khô rồi. Làm sao cũng có thể tiêu diêu cho tới bây giờ được đây. Bởi vậy cho dù Cửu Chuyển Nguyên Công cần nhiều nguyên khí hơn nữa, hắn cũng muốn tiếp tục tu luyện. Môn công pháp kỳ lạ này muốn tạo thân thể hắn thành một phu bảo hình người, giơ tay nhấc chân có thể rời non lấp bể. Trong cơ thể hắn chuyển động nguyên công hóa thành ký hiệu ra ra vào vào, không ngừng xâm nhập bên trong da thịt của hắn. Thân thể hắn cũng ngày càng mạnh hơn, mỗi một giọt máu đều có chứa vô số phủ văn nguyên khí, đồng thời nguyên khí của hắn cũng tiêu hao với một con số kinh người. Tu vi của hắn vẫn thong thả tiến lên. Tu luyện tới Dung Nguyên kỳ, nguyên khí vu sĩ đã không hề tăng lên nhiều nữa. Gia tăng chính là chất lượng nguyên khí. Mỗi khi nâng cao một tiểu cảnh giới, nguyên khí sẽ nâng cao một phẩm bậc. Cũng tức là nói, theo Dung Nguyên nhất phẩm tu luyện tới Dung Nguyên nhị phẩm cần nâng cao gấp đôi nguyên khí, tam phẩm thì gấp 4 gấp 2, cứ thế mà suy tiếp. Đợi khi tu luyện tới Dung Nguyên cửu phẩm, nguyên khí sẽ ngưng tụ lại tới cực điểm, luyện giả thành thực, tu thành chân nguyên, có thể cô đọng chân hỏa, thực lực sẽ có biến hóa nhưng trở lệch tất. Đan điền của Diệp Phúc rộng hơn so với đan điền của những người bình thường khác, hơn nữa còn cao hơn mấy chục lần so với vu sĩ cùng đẳng cấp. Chất lượng nguyên khí thì được Cửu Chuyển Nguyên Công rèn luyện cũng tinh thuần hơn xa với mấy vu sĩ bình thường. Bởi vậy mỗi lần nâng cao một tiểu cảnh giới đều vô cùng gian nan, phải trải qua cố gắng gấp trăm lần người thường. Mặc dù có hai loại tuyệt học Chu Thiên Tinh đấu luyện khí thuật và tinh đấu vi trần trận pháp, tốc độ tu luyện của hắn cũng không hơn nhanh hơn chút nào. Hắn khổ tu gần một tháng cũng không thể tu luyện tới Dung Nguyên nhị phẩm, cũng không có thể đem Cửu Chuyển Nguyên Công hoàn thành tầng thứ 7. Nhưng thực lực lại nâng cao một phần so với lúc từ trong vô hồn giới đi ra thì hùng mạnh hơn rất nhiều. Lúc này lực lượng của hắn đã siêu việt hơn đầu dị chủng yêu thú hùng bi kia rồi. Đương nhiên vẫn còn kém Giao đạo nhân biến thái kia, nhưng mà so với vu sĩ chân nguyên kỳ chỉ sợ một quyền cũng có thể đánh chết, thậm chí ngay cả hạ nguyệt kỳ cũng đánh cho bị thương được. Hiện giờ hắn đã hoàn toàn có thể tranh hùng được với cao thủ chân nguyên kỳ rồi.
Mặc dù đối phương lấy cảnh giới áp chế, Diệp Húc cũng có thể dễ dàng thoát thân, không bị khống chế. Tuy nhiên gặp được cao thủ Hạo Nguyệt Kỳ mà nói, hắn vẫn còn kém hơn một chút. Cường giả cùng cấp bậc với Ưng Tiên Sinh kia, vu pháp uy lực khôn cùng, chỉ mượn vu pháp gần như có thể phá hủy được cả một tòa thành trì. Lại nhớ lúc đó Ưng Tiên Sinh dựa vào vũ xà quy hóa đại pháp, gần như làm cho Việt Châu Loan Gia trở thành đất bằng. Cao thủ Hạo Nguyệt Kỳ và vu sĩ Chân Nguyên Kỳ hoàn toàn không phải cùng một cấp bậc. Hơn nữa, vu sĩ Chân Nguyên Kỳ chỉ có thể miễn cưỡng thúc dục vu bảo, mà Hạo Nguyệt Kỳ vu sĩ có thể đem vu bảo phát huy hoàn toàn lực lượng. Mà Ưng Tiên Sinh này so sánh với đệ tử danh môn đại phái thì còn kém hơn một chút. Bởi vậy thực lực của bản thân Diệp Húc cũng không có tiền vốn để tranh hùng được với vu sĩ Hạo Nguyệt Kỳ. Tuy nhiên, nếu hắn vận dụng bảo vệ bảo vật, cho dù là cường giả Hạo Nguyệt Kỳ, hắn cũng tin tưởng là có thể đối phó được. Nếu vận dụng Thu Hóa Đan mà nói, thậm chí hắn có thể quét ngang cường giả Hạo Nguyệt Kỳ. Tuy nhiên, nếu là chống lại thế gia cổ lão hay đệ tử danh môn đệ phái đã đặt tới Hạo Nguyệt Kỳ, thì hắn cũng vẫn không có nắm chắc được thắng lợi. Nội tình của những cổ lão thế gia hay danh môn đệ phái không phải người thường có khả năng tưởng tượng ra được. Thậm chí bọn họ còn có những bảo địa như Vu Hồn Giới, hơn nữa không chỉ là một tòa. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 29 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.